Chào mừng các bạn đã đến với channel của Smart Shop. Bình thường trong những video hướng dẫn thì mình thường hướng dẫn các bạn đó là tải ứng dụng về trên kho ứng dụng CH Play. Và để tải được trên kho ứng dụng này, chúng ta cần một tài khoản, đó chính là tài khoản Google hay là chính cái tài khoản Gmail của các bạn. Tuy nhiên lại có nhiều người chưa biết cách tạo cái tài khoản này để chúng ta có thể sử dụng tải về cái game, những ứng dụng mà mình yêu thích. Vậy thì trong video ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để chúng ta tạo một tài khoản Google cực kỳ nhanh để các bạn có thể tải về những ứng dụng hay là game mà các bạn yêu thích trên chiếc Android T-Box của các bạn. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ đi từng bước một để tạo tài khoản Google CH Play. Thì để tạo chúng ta sẽ có hai cách. Một là các bạn truy cập trên nền web, hai là các bạn tạo trực tiếp ở cái phần ứng dụng Google CH Play này. Bây giờ thì mình sẽ tạo trực tiếp trên web nhé. Các bạn vào trong web nhé, thì các bạn gõ cho mình cái từ khóa đó là Gmail. Thì bộ máy Google nó sẽ tìm cho chúng ta đường link đến với cái trang Gmail đó. Sau đó đến cái phần này thì các bạn nhấn vào phần tạo tài khoản này. Và các bạn sẽ điền đầy đủ những thông tin mà Google nó sẽ yêu cầu ở đây. Các bạn đầu tiên điền họ, tên, sau đó là ID và mật khẩu. Tên người dùng này chính là cái tên mà nó sẽ đi xuyên suốt với các bạn để chúng ta có thể tải ứng dụng. Nên các bạn chọn cái tên nào thật dễ nhớ để mai này chúng ta còn cần dùng nữa. Sau khi xong thì các bạn nhấn tiếp theo để nó kiểm tra xem cái ID này của mình đã có ai dùng chưa. Như vậy là cái tên này của mình chưa ai dùng nên mình có thể tiếp theo được tạo mật khẩu. Nếu mà cái tên này của các bạn nó báo là trùng có người dùng rồi thì các bạn phải chọn một cái tên khác. Mật khẩu thì các bạn điền mật khẩu vào. Sau khi xong mật khẩu thì các bạn tiến hành điền cái phần ngày sinh này. Các bạn chú ý là mật khẩu của chúng ta phải trùng nhau nhé. Nếu mà không trùng thì cái ứng dụng này nó sẽ báo cho chúng ta biết và các bạn phải nhập lại làm sao cho hai cái phần mật khẩu đó nó phải khớp nhau thì mới được. Tiếp theo thì chúng ta sẽ điền những cái phần giới tính này và cái phần điện thoại di động các bạn nên nhập vào. Ở dưới này chúng ta có cái phần địa chỉ email hiện tại của bạn. Nếu các bạn chưa có thì bỏ qua, còn nếu mà có rồi thì các bạn có thể nhập vào khu vực Việt Nam. Chúng ta nhấn vào bước tiếp theo. Ok, Google nó báo chúng ta một vài những cái điều bảo mật. Chúng ta nhấn vào tôi đồng ý. Như vậy là chúng ta đã tạo xong khi mà nó hiển thị màn hình chào mừng bạn. Địa chỉ email mới của bạn đó là chuongnoiha@gmail.com. Như vậy là chúng ta đã xong rồi. Các bạn có thể nhấn vào tiếp tục đến Gmail hoặc là đến đây chúng ta thoát ra ngoài. Như vậy là các bạn đã có một tài khoản. Bây giờ thì các bạn tiến hành vào cái cửa hàng CH Play này. Sau đó các bạn nhập cái email các bạn vừa tạo vào đây. Chúng ta nhấn tiếp theo thì nó sẽ yêu cầu cái mật khẩu của chúng ta và các bạn nhập mật khẩu. Sau đó các bạn nhấn vào tiếp theo. Nó sẽ báo chúng ta việc bạn đăng nhập đồng ý với điều khoản dịch vụ. Ok, chúng ta nhấn vào đồng ý. Nó sẽ báo chúng ta là tự động sao lưu thiết bị này, thì các bạn có đồng ý hay không. Các bạn có thể bỏ qua hoặc là để đó để nó sao lưu cũng được. Chúng ta nhấn vào tiếp theo. Thiết lập thông tin thanh toán. Nếu mà các bạn chưa cần thanh toán thì các bạn nhấn vào không, cảm ơn và nhấn tiếp tục. Như vậy là quá trình thiết lập một tài khoản Google để chúng ta có thể tải đã xong. Bây giờ mình sẽ thử tải một ứng dụng mà xem sao. Như vậy là mình đã tải xong thì mình nhấn mở nó ra. Đó, các bạn có thể thấy rằng mình đã vào cái ứng dụng nhạc của tui.com này rồi. Rất là tuyệt vời và đơn giản. Và đây cũng chính là cái tài khoản Gmail của các bạn. Các bạn có thể đăng nhập trên điện thoại hay bất cứ một cái thiết bị nào hỗ trợ cái hệ điều hành của Google hoặc là hỗ trợ những ứng dụng của Google để dùng các cái dịch vụ của Google. Chúng ta có Gmail này, chúng ta có Google Drive hay là các ứng dụng Office của họ đều có thể dùng được thông qua cái tài khoản này. Rất là tuyệt vời và quan trọng nhất, nó giúp chúng ta tải được những ứng dụng trên Android T-Box của các bạn để các bạn tải về ứng dụng mình yêu thích. Video xin kết thúc ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại.